Kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu tại bảng C, nữ Italia đã xuất sắc có tấm vé chính thức vào vòng 1/8 ở vòng chung kết nữ thế giới năm nay. Cần biết rằng, trước khi giải đấu diễn ra, người hâm mộ của Lea Ju chỉ dám hy vọng đội nhà vào tấm vé vớt để đi tiếp khi họ rơi vào bảng đấu có những đối thủ rất mạnh như nữ Australia và nữ Brazil. Ở vòng đấu này, đối thủ của nữ Italia là nữ Trung Quốc. Trước đây, bóng đá nữ Italia không được đánh giá cao so với bóng đá nữ Trung Quốc, chỉ tính riêng ở đấu trường World Cup. Trong khi nữ Trung Quốc đã có tới 7 lần tham dự và từng một lần giành ngôi Á quân thì đây mới là lần thứ 3 nữ Italia góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, và thành tích tốt nhất của họ mới chỉ vào tới tứ kết. Chưa kể ở những lần đối đầu trước đây, cụ thể là 4 lần gần nhất, nữ Italia mới chỉ có một chiến thắng, còn lại thua 2 trước nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mà cụ thể là giải đấu tới đây mọi chuyện đã khác, đặc biệt là sau những gì hai đội đã thể hiện ở vòng bảng vừa qua, thì nữ Italia mới là cái tên đang tạo được niềm tin ở vòng đấu tới đây. Cần biết rằng, ở giai đoạn vòng bảng vừa qua, nữ Trung Quốc nằm ở bảng B, bảng đấu được đánh giá có phần nhẹ hơn nhiều so với nữ Italia khi chỉ có nữ Đức là cái tên đáng sợ nhất, còn lại nữ Tây Ban Nha không quá mạnh, còn nữ Nam Phi chỉ là đội bóng lót đường. Thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Rasil Kuan đã phải khá chật vật để đi tiếp bằng một trong bốn giúp cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trên sàn giao dịch châu Á, ưu thế của nữ Italia cũng đã được thể hiện ở cuộc đụng độ tới đây khi họ được niêm yết ở tỷ lệ âm 1/4 cùng điểm ăn thấp so với nữ Trung Quốc, nên biết rằng đây là lần đầu tiên nữ Italia được xếp ở mức chấp này khi chạm trán nữ Trung Quốc, và mức kèo cao nhất họ có được trước đây chỉ là hòa được thua. Chính vì vậy, có thể đặt niềm tin cho các cô gái áo thiên thanh ở cuộc đụng độ sắp tới. Bên cạnh đó, với mốc tổng bàn thắng chỉ được niêm yết ở mức 2 hòa cùng thang lợi nhuận cân bằng, lại thêm tính chất quan trọng của trận đấu cũng như phong độ ghi bàn chưa thực sự ổn định của hai đội ở giai đoạn vòng bảng vừa qua, sẽ khó hy vọng vào khả năng tung bừng lưới rung của trận đấu, vì thế mốc dưới sẽ là lựa chọn phù hợp hơn trong hoàn cảnh này.